Kính mời quý vị nghe bài Sủ dần gớm ghê. Cứu nguy tận thế là ta, đây rồi sắp tới long qua trực hành. Niệm đi mới thấy ta lành, niệm đi mới thấy đại thành Phật vương. Niệm đi rồi Phật mới thương, niệm cho nhiều để chặn đường nối ngôi. Niệm đi rồi để đừng bôi, niệm rồi thấy hỡi Chúa ngồi chỉ dân. Niệm đi ta tính quá gần, niệm đi rồi thấy sủ dần gớm ghê. Bước qua năm mẹo Chúa về, hay là còn hở ủ ơi ngày nào. Ta đây dạy dặn công lao, kêu trong bá tánh niệm nào cho thông. Niệm đi chánh gió cuồng phong, niệm rồi mới thấy Chúa ông chỗ nào. Niệm đi rồi thấy giặc tàu, từ đây mang trả nó nhào qua nam. Nó làm tan rã ông Sam, nói cho quý vị luận đàm quỷ yêu. Chích trong Cứu Nguy Tận Thế 2 của Đức Cậu Bằng Sĩ Vô Danh. Ông thiếu mặt chờ thở nếm bông, châu cài đáy biển cọp sông mé rừng. Tôi sợ tôi ăn nói không chừng, đắng cay ngọt lạc ớt gừng chát chua. Tiếng niệm Phật vàng mười khó mua, đời này tranh đấu hơn thua làm gì. Kẻ nói lạ nhiều giả nói kỳ, nói nhân nói đạo thấy thì không ngơ. Coi lừng lựng lòng rối như tơ, thấy sao những việc ngẩn ngơ không lòng. Biết phải không nói việc bao đồng, ngặt tình Phật khiến sức lòng nhân nan. Từ kiệt trụ phới dĩ châu thang, tam hoàng dĩ hạ chẳng an chào nào. Hữu nịnh chung sức dĩ anh hào, thờ si quân nhược thần tào loạn bang. Trong Kim Cổ Kỳ Quan của ông Ba Thớ, viết năm 1915. Trong bộ sấm kinh Kim Cổ Kỳ Quan được ông Ba Nguyễn Nhân Thớ viết từ năm 1915, tiên tri nhiều sự cố ứng nghiệm nhiệm màu. Đoạn kinh sau đây có những thuật ngữ thiên cơ màu nhiệm: chờ muốn thảo thuận một lòng, Tây phương giáo đạo chập chồng tại ai. Phật riêng hờn lòng gái lòng trai, thung dung chi đó chiều mai coi đờ. Chẳng nhớ khi thầy dạy muôn lờ, lờ nào không có khi chờ cũng ưng. Lòng luống trong tớ tiết mùa xuân, trung thu niên Phật cầu quân hữu thần. Lòng chẳng phải thì chẳng có phần, ai tham sao đặng mẹo dần thánh ra. Chẳng tưởng Phật đem lòng tưởng ma, ngồi buồn nghĩ lại diệt ta ưu phiền. Tam tứ sanh lập hậu y tiền, giữ lời cha dạy khẳng nguyện Phật tiên. Tam tứ tử thờ thế mới yên, sống làm tôi Phật kim phiên giao hòa. Đức Chúa Trời giáng thế Phật bà, Đức Thầy lập đạo nói mà ngày sau. Đường sanh tử gẫm chẳng bao lâu, sao không giữ đạo ruộng sâu rèn lòng. Bắt cải tà sao đặng lên dòng, khá tô quy chánh giữ lòng Tây phương. Đồng bạc trắng tích để mấy rương, bạc thờ tiêu bạc khó thương con chờ. Đá treo leo lờ phải giữ lờ, nhất thinh rửa sạch lập đời thanh tăng. Thờ lao sao quan lộn với dân, ai ai cũng vậy khó phân với quyền. Lo đói gách kẻ giữ người hiền, hiền còn giữ mắt chớ phiền Phật tiên. Chảy ngâm đời kẻ dạy người điên, chắc bình đậu dặn thánh tiên ra đời. Chẳng lo chi buông lỗ bán lờ, 100 việc lợi rã rời tiêu diêu. Người hình người lòng dạ quần yêu, thiên đình sai sứ sự tiêu quỷ tà. Có hổ lang ác thú tới nhà, hùm tha sáu bắt trẻ già thương ôi. Bùm gặp gió thoàn chạy quên thôi, gẫm đờ đen bạc Chúa tôi không màng. Thận ăn muối nghịch khó ăn vàng, chim kêu lăn liếu trên ngàn khó âu. Sông thờ cạn biển rộng thờ sâu, 100 thứ cá biết đâu quá rồng. Người hình người lòng lại chăm lòng, chánh chua khế ngọt bưởi bồng khác nhau. Than 12 nắc khó biết sâu, từ tí chí hở biết đâu mai chiều. Tu hành cứ mãi kiện thưa, làm sao thấy được gió mưa nơ lòng. Người tu chân chằn hồng phủi sạch, phải hy sinh thanh bạch tâm lành. Pháp lý phổ biến ban hành, không quyền không lợi bắt chanh vỡ đời. Dầu thế sự rã rờ đi nữa, gậy thiền đây từng bữa kiên trì. Nam mô sáu chữ từ bi, lòng ta biết vô vi nhiệm màu. Tuồng hát Phật thâm sâu vi diệu, tiếc cho đời chẳng hiểu đạo ông.
không là có là không, cho nên buồn thảm não rồng nào an, tranh đấu hoài rộn ràng tâm tánh, nhiễm trược rồi có bảnh gì đâu, tâm sanh tâm ngộ liền thâu, dùng gươm chí huệ mớ hầu bình yên.